có một cái bẩn 81 cũ. Cái này còn tương đối không được đẹp lắm. Đây, thằng rẻ. Cái mũi trước hư. Cái này 300 ha. Này thanh lý rẻ. Ai muốn gắn vô thì gắn. Đó, tình trạng nó như thế này. Phía sau. Trong gắn vô chạy được bình thường, chạy nước chạy bụng được. Bấm ring. Này nhớ như thế. Dành cho gắn cho xe nào mà cũ có nhu cầu gắn dè ring mà rẻ tiền thì gắn cái dè này. Còn mà đẹp thì chuyển qua bên đây. Thì chuyển qua cái đống bên kia thì nó còn đẹp nữa. Rồi trong giới hạn này, đây là một cái dè cũ. Xám.